Kính thưa quý vị, tôi rất là khó chịu với cái hành động của đội bạn khi mà dẫn trước tỷ số 1-0. Nhưng mà tôi chợt suy nghĩ ra đó cũng là một cái hành động rất là hay và ý nghĩa. Tức là khi cầu thủ bên Qatar ăn 1-0 thì có một cái cầu thủ là ăn mừng làm như thế này. Sách vali về nước hả? Ok. Dạ, thưa quý vị, tôi là coi như là máu đỏ da vàng. Tôi là người Việt Nam. Tôi rất là yêu mến đội bóng quốc gia Việt Nam chúng ta. Hôm nay tôi ngủ dậy với một tâm thế rất là hưng phấn. Tôi cầu xin là hãy cho Việt Nam vào vòng chung kết đi. Và điều đó đã trở thành sự thật. Nhưng mà khi tôi lên trường quay này tôi rất là buồn. Cái công sức của tôi thất ở nhà, tôi coi đá banh Việt Nam, nhưng mà lên tôi bị đạo diễn giữa ở đây đó. Các bạn cũng đã thấy đó, Việt Nam vô địch, chúng tôi là vô ủng hộ Việt Nam, Việt Nam vô địch. Còn đạo diễn là la chúng tôi, nói là chúng tôi lên đây quay trễ, nhưng mà thật sự ra chúng tôi không có quay trễ, chúng tôi quay đúng kịch bản vào đúng thời tiết đàng hoàng, nhưng mà không cho tôi yêu nước. Các bạn coi đạo diễn kìa, Mr. To đó, cúp cái điện thoại cho mày, cái điện thoại ở đâu cho, dẹp cái điện thoại.